giải đáp các thắc mắc về vấn đề sẹo rỗ cùng bác sĩ Thu Hằng. Bác sĩ ơi, cho em hỏi, sẹo rỗ có lan da không ạ? Em rất sợ sẽ bị lan da cả mặt. Thưa em gái, sẹo rỗ nguyên nhân là do mụn trứng cá gây ra. Khi chúng ta quản lý và điều trị tình trạng mụn trứng cá thật tốt thì hoàn toàn sẽ không gây ra thêm những cái vết sẹo mới. Em không phân biệt được sẹo rỗ với sẹo lõm ạ. Sẹo rỗ là một tên gọi nôm na khác của sẹo lõm do trứng cá để lại em nhé. Có phải bị sẹo rỗ thì phải kiêng trứng, da gà để không bị sẹo nữa không ạ? Tương tự như câu trả lời lúc nãy thì tình trạng sẹo rỗ hay sẹo lõm do mụn trứng cá để lại, khi mà trên nền da của chúng ta có tình trạng bị mụn, nếu không có chăm sóc cẩn thận dẫn tới tình trạng bị sẹo lõm do mụn trứng cá. Về chế độ ăn thì mình sẽ phải quan tâm về một cái chế độ khoa học cũng như là healthy cho da của mình. Kiêng các cái thức ăn chứa quá nhiều đường, sữa, nước ngọt có ga, hoặc là những cái đồ ăn chiên rán chứa nhiều dầu mỡ. Ăn nhiều rau xanh hơn này, uống nhiều nước lọc hơn này, thì hoàn toàn nó sẽ rất tốt cho sức khỏe cũng như là làn da của em. Còn trứng và da gà thì hoàn toàn là chúng ta không phải kiêng nhá, thì nó không hoàn toàn không phải là nguyên nhân gây ra nên tình trạng sẹo lõm đâu nha.